không đi một mình, dàn Mỹ Nam của người ấy là ai mùa 2 còn rủ rê thêm cả anh em và bạn trai tham gia cùng. Không hổ danh là show hẹn hò hot nhất nhì của truyền hình Việt Nam năm 2018 và 2019, người ấy là ai luôn biết cách mang đến những bất ngờ dành cho ban cố vấn cũng như khán giả. Làm gì có ai mà ngờ được trong những số phát sóng của chương trình, ban biên tập lại mời đến hai anh em ruột, thậm chí là hai chàng trai yêu nhau ngoài đời để thử tài lựa chọn của nữ chính cơ chứ. Chính những điều đó đã đem lại một nét chấm phá mới mẻ cho người ấy là ai mùa 2. Không ai đẹp bằng anh đâu. Đầu tiên là cặp Đức Hiền Sơn Tùng. Trong tập 8, Đức Hiền là chàng trai bị nữ chính gọi đầu tiên và anh cũng hé lộ mình thuộc giới tính thứ 3. Em chia sẻ với mọi người một tí đi, em là ai? Chào thằng Tiến Thành và ban cố vấn. Chào em, anh là Đức Hiền, anh hiện anh là một bác sĩ thú y. Năm nay anh 38 tuổi. What? Thiệt hả? Mà hiện nay là anh đang làm ở đâu? Anh đang làm ở phòng khám thú y ở quận 11, cũng trên 10 năm rồi. Wow. Cái động lực nào đã đưa anh từ phòng khám đến với một cái chương trình? Thật ra thì tham gia chương trình thì có một người bạn cổ vũ mình đi. Thật sự thì anh mới come out khoảng chừng một năm nay thôi với một số ít người. Và anh muốn nhờ chương trình để cổ vũ cho những người giống như mình. Có những người cũng giống như là anh, họ phải chịu áp lực về cuộc sống và áp lực về xã hội cũng như người thân. Họ vẫn phải giấu đi cái bản thân của mình. Thì cá nhân của anh đã từng trải qua một số sự cố và nỗi đau trong quá khứ trước đây. Sau một cái thời gian anh trở thành một người suy nghĩ và hành động tiêu cực. Và thậm chí anh có dùng thuốc điều trị trầm cảm trong khoảng 3 năm. Sau đó thì có người đã vượt anh dậy. Người đó cũng là một cái động lực để anh come out với mọi người. Anh mới come out khoảng một năm trở lại đây thôi đúng không? Đúng rồi. Vậy thì gia đình của anh như thế nào? Ba mẹ không phản đối, nhưng ủng hộ thì chưa hẳn là ủng hộ. Nhân đây anh muốn xin được chia sẻ với những người giống như anh, những người đang phải mà chưa dám come out với mọi người. Thật sự chỉ cần mình là những người sống có ích cho xã hội, sống chân thành, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình thì mình không có gì để phải ngại. Mình không cần phải thể hiện một cách thái quá về cái giới tính của mình, nhưng mình cũng không có gì phải xấu hổ. Cá nhân anh hiện giờ anh tự tin anh là cộng đồng LGBT. Sau đó thì Sơn Tùng cũng chính thức bước ra với thân phận là giới tính thứ 3, đi cùng chàng trai chuyên viên đào tạo pha chế nước hoa còn có mẹ của anh. Cảm xúc càng bùng nổ hơn khi mà Sơn Tùng chia sẻ hôm nay người yêu anh cũng có mặt trong chương trình này. Đúng lúc này thì Đức Hiền xuất hiện, khiến cho dàn cố vấn vừa vỡ òa trong kinh ngạc vừa phấn khích tột độ. Biên tập của chương trình này nè. Hèn gì giấu, họ có tới không? Không, hèn gì đứng đây luôn rồi. Trời không, ơi. Nhưng mà cái hay ở đây là như vậy nè, là lúc lấy anh nè, anh ấy nói một lời với cả cha mẹ của anh ấy, là hy vọng rằng là cha mẹ của anh ấy sẽ thấu hiểu. Thì cuối cùng là mời cô lên để cô nói cho cha mẹ anh ấy hiểu. Thì cháu thấy là một cái sự sắp xếp nó quá nhân văn ở trong chương trình này. Vỗ tay cho biên tập. Wow. Cô thấy sao khi tự dưng mình lại có hai người con trai? Cô chọn lựa. Thà là cô có thêm một người con trai nữa, còn hơn là cô mất đi một người con trai duy nhất. Thôi. Ai cũng nói rằng bây giờ tìm hạnh phúc như nào, tìm ở đâu ra. Thưa quý vị, đừng quanh quẩn tìm đâu ra hết. Những người hiện nay đang chưa có hạnh phúc là vì các bạn chưa chọn. Đây là những người chọn hạnh phúc. Tùng quá may mắn khi có một cái người mẹ mà quá văn minh như cô. Chúc mừng Tùng. Cảm ơn mọi người ạ. Dạ, em muốn thật sự là em muốn biết lắm á, là anh đã làm cách nào để cho người bạn của anh có thể tới được đây. Vừa định hỏi cái đó đó. Em thắc mắc lắm luôn á.
bây giờ cái người ta làm nó nghe nó buồn cười lắm. Thực ra là phải hỏi cái người này là người ta đã làm gì với bạn mà bạn thay đổi luôn cái tư duy của bạn. Chắc có lẽ là vì tình yêu thôi. Trời ơi. Sau vòng thử thách thứ hai ở tập 5, nữ chính Vân Anh đã quyết định chọn loại chàng trai ở vị trí số 3, Đức Trường. Cô nàng tiếp tục cho thấy khả năng nhìn nhận tinh tế khi Đức Trường quả nhiên là hoa đã có chủ. Trời đất ơi. Trời đất. Ôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu nha, Trung Hoàng còn khiến cho mọi người há hốc cả mồm, không tin vào mắt mình khi chia sẻ hôm nay đứng trên sân khấu này cùng anh còn có người em trai sinh đôi khác chứng, mà người đó không ai khác chính là anh chàng Đức Trường vừa lộ diện trước đó. Tuy là sinh đôi nhưng hai anh em lại không giống nhau một chút nào. Giống rồi. Nhìn đã thấy hơi giống giống nhở? Ừ, nhìn giống giống mà. Bảo sao cùng du học Úc? Chuẩn luôn chị ơi. Hai đứa là sinh đôi mà cứ cùng bệnh viện không? Cùng bệnh viện và khác chứng anh ạ. Thường thường sinh đôi khác chứng sẽ là chị và em, chẳng hạn là con trai con gái. Nhưng mà đây là chị đây. Em là anh, còn đây Trường là em. Ủa, không, cùng giống mà... đấy, cùng giống ngồi đây. Không thấy giống luôn á chứ. Ông ngồi dưới này thấy giống nè. Ông ngồi giống đúng rồi. Anh đứng kế bên anh vẫn không thấy giống. Đặc biệt là cái ánh mắt của thằng bé này nó rõ mà nó to. Trời ơi, sao thiệt luôn à. Mà cái mũi cũng không giống, mũi này mũi két. Này mũi bình thường. Nhưng mà giống, còn em giống. Anh nhìn tổng thể sẽ thấy giống. Đúng rồi. Tổng thể có giống anh ạ. Chiều cao cũng giống luôn. Không, tại vì như này màu này. Màu da cũng giống luôn. Lúc giới thiệu đi ra là tưởng đâu một cái ông y chang ông này bước ra. Ừ. Mình đang hình dung như vậy. Rồi. Trời đất ơi. Hẹn gì tôi nói, ủa sao dạo này bên Úc ta cắt đầu này không được để tóc dài hay sao? Ai ngờ. Trời ơi. Các em nó cùng bệnh viện. Trời ơi. Thiệt tình. Rất là lạ, rất là thú vị. Cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Cuối cùng là Ngọc Hồ, Quân Hồ. Tập 13 mùa 2 chính thức khép lại với khoảnh khắc kết đôi thành công của cô nàng Mai Sương cùng với chàng trai Quân Hồ. Không phụ lòng nữ chính đã bật đèn xanh từ trước, Quân Hồ đã giơ cao chiếc khăn màu xanh khẳng định là mình độc thân. Đối với khán giả yêu thích chương trình Người Ấy Là Ai thì Quân Hồ không phải là một gương mặt xa lạ khi anh chàng này đã từng xuất hiện trong tập 4 với vai trò trợ diễn cho anh trai Ngọc Hồ. Ngọc Hồ cũng chính là gương mặt mà nữ chính Phương Phạm đã trao hoa ở vòng cuối cùng. Nhưng khi thân phận chính thức được lộ diện, chàng đạo diễn điển trai hóa ra đã có vợ và một bé trai kháu kỉnh. Là hai cái mặt y chang. Khoan là thầy hay vợ em? Anh hỏi thì thầy đi. Đợi anh xíu để hỏi thằng nhỏ nó thiệt nhất. Con trai đây là bạn của ba hay là má con? Đó. Hả? Chắc nó ghét anh lắm, nó không thích anh lắm. Chào em. Thôi. Em rất đẹp trai, quấn kiếm giỏi lắm. Nhiều màu tóc đẹp ha. Ủa em là cái gì vậy? Em là em trai. Hết hồn. Cái thằng quỷ mua cho dữ vô. Đây là em bé của em với vợ em. Vợ em đâu? Vợ em đang ở bên kia. Rồi ở đây nè. Trời ơi trời, làm hết hồn à. Gia đình ta đẹp muốn chết. Cái thằng em trai nó làm hết hồn. Thiệt tình. Lần này em được chọn mà lại đúng là màu xanh. Nhưng tập đó nói là đã có chủ, thế tại sao tập này lại trở lại với vai trò là màu xanh? Chuyện gì đã xảy ra với em? Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Khi mà, đặc biệt là khi mà em trở về Việt Nam sau một thời gian ở bên đó, ở bên Mỹ, thì nó là một cái cú sốc rất là lớn.
và em nghĩ đó là cái thời gian mà em bị mất phương hướng. Như vậy nó đã đến với em một cách rất là tự nhiên thôi. Nhưng thời gian cũng như là tính cách và những cái điều khó hơn về công việc làm cho bọn em không thể đi tiếp nữa.